Xin chào các chị em, hiện tại là Detox Blanh là hai sản phẩm cực kỳ hot trên mạng cũng như là quá nhiều người tin tưởng sử dụng. Đây Hoàng Mai Anh đây, mọi người nhìn nhá. Da mặt rất căng, bóng mịn, không nám, không tàn nhang. Hôm nay thì Hoàng Mai Anh sẽ chia sẻ kỹ hơn các loại nám, các loại tàn nhang và cách chúng ta điều trị ra sao để cho nám và tàn nhang có thể biến bay mất nhá. Khi chúng ta sử dụng sản phẩm Detox Blanh, đơn giản làm ẩm da mặt này, sau đó cho một lượng vừa đủ ra tay này. Đó, rồi mọi người nhẹ nhàng massage lên da mặt. Đấy mọi người thấy không? Mùi hương rất là dễ chịu và cái sản phẩm này này làm bằng từ những cái hoạt chất rất là tự nhiên. Đó nên là không sợ gây kích ứng nha. Mọi người biết sao không? Nám ấy là và tàn nhang do là cái sắc tố melanin của chúng ta bị sản xuất ra rất là nhiều và nó tăng sắc tố lên làm cho da của chúng ta có những cái nốt nám tàn nhang đồi mồi và nó có những cái màu nâu rồi là màu vàng nữa, màu đỏ rất là khó chịu và làm mất tự ti ra cuộc sống của chúng ta, đúng không? Mọi người biết không, nám có 3 loại nám nha, đó là nám mảng này, nám sâu này và nám hỗn hợp. Khi chúng ta hiểu về nám và tàn nhang thì chúng ta sẽ biết cách chữa rất là dễ. Với nám mảng nha là một cái gọi là dễ chữa nhất. Nó là do chúng ta gặp phải môi trường ô nhiễm do ánh nắng mặt trời chiếu vào mà chúng ta không biết cách che đậy đi để bảo vệ da, rồi là do là chúng ta sử dụng những sản phẩm không uy tín, không chất lượng làm cho sắc tố melanin của chúng ta càng ngày càng phát triển và nó sản xuất ra những cái màu làm sạm da và không đồng đều màu. Nhưng cái này rất dễ chữa, chúng ta chỉ cần sử dụng cái Detox Blanh này trong khoảng hơn một tuần thôi, chúng ta sẽ cảm nhận được là những cái nốt nám tàn nhang á, nó sẽ lặn xuống và nó sẽ là mờ đi nhá. Nó đẩy hết tất cả những cái bụi bẩn cũng như là cái sắc tố không tốt cho da, nó đẩy ra ngoài. Rồi những người nám sâu nha, nám sâu cực kỳ khó chữa ở lứa tuổi từ 30 trở đi hoặc 35, 40, 50 là những người đã bị lâu nám từ bên trong rồi. Cái nám mảng á thì nó dễ hơn, còn nám sâu á là cái chân nám nó ở dưới lớp biểu bì của da, nó rất là khó lấy. Nhưng với sản phẩm mask thải độc của Detox Blanh này làm từ than hoạt tính, đó làm từ đất sét trắng, nó thẩm thấu sâu ở dưới lớp da của chúng ta, vào sâu dưới lớp biểu bì và nó lấy hết, đào thải, đào tất cả những cái bụi bẩn cũng như là cái sắc tố melanin ra ngoài. Đó, làm cho da của chúng ta đồng đều màu hơn và những cái nốt nám sâu á là nó do là chúng ta cơ địa của chúng ta vốn dĩ đã không tốt rồi, rồi thậm chí là những người bị gen di truyền hoặc những người mà để nám mảng lâu năm khó chữa thì nó sẽ tạo ra thành nám sâu. Đó, còn nám hỗn hợp nha, nám hỗn hợp là rất nguy hiểm nha. Nếu như ai bị á thì nám hỗn hợp là do cả nám mảng và nám sâu nó cộng lại. Đó, do lâu ngày, quá lâu chúng ta không biết cách điều trị, không biết cách thải độc tố ra thì da của chúng ta càng ngày nám càng ăn sâu và nó lan tỏa ra hết cả khắp mặt, thậm chí lên cả môi. Và đó là cái điều mà Hoàng Mã Anh luôn luôn bây giờ muốn chia sẻ cho mọi người, để những ai bị nám thì mọi người có thể xóa bỏ được những cái nốt nám mà lâu năm chúng ta không biết cách. Và thậm chí nhiều người thì chọn cách là bắn tia laser hoặc là uống thuốc. Đôi lúc thuốc thì chúng ta không biết là thuốc gì, đúng không? Nó vào người rất kiểu cũng thấy nguy hiểm cơ. Mà còn bắn laser thì có những người có thể khỏi, nhưng có những người không khỏi mà không tìm được chỗ uy tín thì có khi là bào mòn da. Và rất nhiều chị em bị bào mòn mỏng hết cả da hai bên gò má này vì là chữa nám mà. Nên với sản phẩm này mọi người chỉ cần để 10 đến 15 phút thôi, nó sẽ thải hết tất cả độc tố ra. Đây này, mọi người có thấy bọt khí lên rất nhiều không? Chứng tỏ sau một ngày Hoàng Mã Anh ra ngoài thì rất nhiều bụi bẩn, đặc biệt là có thể có những cái nốt nám nhá, nó ẩn sâu ở phía bên trong mà chúng ta không nhìn thấy. Và bây giờ chúng ta thải độc tố ra thì nó sẽ lấy hết cả bụi bẩn và ngăn ngừa nám cho chúng ta, đặc biệt những ai bị mụn nữa nha. Đây bây giờ là đang làm clip nên Hoàng Mã Anh không thể nào mà để 10-15 phút được, nhưng mọi người nhớ để 15 phút sau đó này, lau sạch rửa mặt bằng nước trắng nha. Đó, không cần phải rửa lại bằng sữa rửa mặt nha. Nhưng đây bây giờ Hoàng Mã Anh lau mặt để cho mọi người test nhìn rõ luôn da mặt của Hoàng Mã Anh. Những ai bị mụn nha thì càng không phải lo, nám còn chữa được chứ chả là mụn. Đấy, mụn thì mọi người ơi, với sản phẩm này nó sẽ lấy hết tất cả những cái bã nhờn rồi là những cái bụi bẩn mà lâu ngày chúng ta không lấy ra được. Và sau một ngày làm việc quá mệt mỏi thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp da của chúng ta lấy hết tất cả những cái độc tố bụi bẩn ra ngoài. Đó, giúp da của chúng ta
trắng hồng. Những ai bị mụn thì nó sẽ đẩy hết tất cả nhân mụn ra phía ngoài, sau đó nó làm se khít lỗ chân lông khi chúng ta sử dụng cái em gọi là detox blanh, gọi là serum peel trị mụn thần thánh mà quá nhiều người sử dụng, ngay thậm chí cả Hoàng Mai Anh một ngày mà không sử dụng em này thì không chịu được mọi người ạ. Với sản phẩm này á, là nó làm bằng từ serum tươi nha, rất đơn giản, ngày chúng ta sử dụng 2 lần mọi người ạ, ngày sử dụng 2 lần, cho 2 đến 3 giọt ra tay hoặc lên trực tiếp mặt cũng được. Sau đó này mọi người vỗ nhẹ, nhớ nhá, những cái sản phẩm serum dưỡng da như thế này mọi người đừng có xoa mạnh như thế này, nó sẽ làm cho da của chúng ta không thể nào thẩm thấu hết tất cả những dưỡng chất vào được, thì chúng ta vỗ nhẹ như này nó sẽ thẩm thấu, và cái sản phẩm này á, giúp chúng ta ngăn ngừa mụn đấy. Những ai bị mụn thì nó sẽ, hoặc là những bị mụn lâu năm hoặc là lâu ngày nó bị có những cái nốt gọi là nốt sẹo ấy, sẹo thâm ấy, thì với sản phẩm này sẽ giúp cho da của chúng ta điều hòa được cái sắc tố màu của trên da đó, da căng bóng mịn, và giúp cho da của chúng ta đồng đều màu trắng hồng một cách tự nhiên, không phải trắng ảo, trắng bạch nha, trắng như kiểu da em bé, và trắng khỏe, trắng không phải bào mòn da kiểu xanh xao đâu đấy. Khi sử dụng 2 sản phẩm này thôi, mọi người hoàn toàn yên tâm nhá. Với cái mask thải độc này có 380.000, chữa được nám tàn nhang, nó đẩy hết tất cả những bụi bẩn ra, rồi cái em peel trị mụn này thì giúp chúng ta gọi là tăng sinh sự collagen, giúp da của chúng ta có thể đồng đều màu và ngăn ngừa mụn đấy. Phải dùng cả 2 em này là đi, gọi là đi đôi với nhau, thì da của chúng ta sẽ hoàn toàn đẹp lên, và đẹp như da Hàn Quốc đây, như da của Hoàng Mai Anh này.